Mẹ có quả cho hai đứa này, để mẹ gọt trái cây cho hai đứa ăn nha. Bắp ơi, ngồi xuống đây coi. Không, ngồi xuống đây, cô tít ngồi xuống này. Cô tít à, ngồi xuống con. Tít ơi, ngồi xuống con ngồi. Để mẹ gọt xong đã. Đứa nha. Cô Tít ngoan nào, cô Tít ngồi yên nào để mẹ bóc cho con. Xuống đây cho mẹ nhá. Con đừng nghịch, con đừng nghịch, con đừng nghịch của mẹ chứ. Nào. Gái ơi, bỏ xuống đây. Chúng mắt con à? Là em à? Mẹ dẹp cái này nhá, mẹ dẹp.